Sáng nay muốn ăn gì để em mua? Cho ngay một xôi nhiều thịt. Xôi nhiều thịt. Cho anh bánh giò nhá. Ok. Cho anh phở bò nhá. Phở bò á? Ừ. Bị điên à? Mua về trường lên anh tự chịu trách nhiệm nhá. Thế cho anh bún bò. Thế thì mì tôm bò nhá. Cạn lời. Tao lệnh mày. Đưa đưa mượn ra đây. Kinh nhỉ. Đây là cái chợ nhà cô mà cô kinh doanh. Chưa đến giờ làm, em tranh thủ kiếm thêm. Cầm mồm. Một bánh mì pate. Trứng xúc xích. Nhất trí. Thấy chưa mọi người ăn gì để em nấu? Thôi thôi, chừa cái gì không phải nghĩ. Nàng đấy thôi. Cái gì đấy? Thực phẩm tươi sống. Để đây xem nào. Này, mẹ vừa gửi lên ấy, ăn ngon lắm. Ông bà già khỏe không? Khỏe cho anh trời. Cái gì đấy? Gà đấy, anh chú ơi. Mẹ em mất mãi mà con gà to này đấy, anh cứu sao đấy? Kìa, ăn gà ngon mà. Anh chú. Anh ơi, cứu em anh ơi. Bọn này quỳ kèm anh ơi. Làm sao? Này. Em định bảo anh ăn con gà. Không đùa nữa. Ở cách đây có 3 bước chân mà cứ như là cho con đi du học ấy. Ôi người. Em thấy đủ chưa? Còn thiếu gì không? Thằng em thì ngã thọt cả chân. Thằng anh, em thấy đủ chưa? Có thiếu gì không? Không có quả tim. Ui. Dạ. Một quan điểm. Mấy thằng lao động chính rồi. Ra bên đồ. Đây anh. Đây ra luôn. Lên. Của em đang sửa lên trên nhá. Đồ của Vân đấy, nhẹ tay thôi. Vâng, vâng. Yên tâm, em ở đấy rồi. Thôi hai anh em cái một nhá. Hai anh em đi vào, em đứng ngoài này cơ. Từ từ thôi. Anh. Anh Khải ra đây ở hẳn. Ờ với cả cái Vân. Ôi, anh Trung. Nhà thoáng mát rộng rãi không hả? Đi lên đây làm gì? Việc của mày à? Hả? Làm đi. Mày này hòn hòng hết à? Căng em hỏi thế thôi. Thằng Căng. Đồ để nằm mà mày đặt đất à? Đây anh. Bé vào á Thảo, đừng em đi á. Vâng vâng. Làm nhanh lên, chốc thằng này mời đi ăn cà lăng. Sai. Tuyệt vời. Em á? Chứ là gì? Sao là em hay? Vì chúng nó lao động, còn mày đứng im. Cửa thận em làm. Muộn rồi. Phó sở lãnh đạo nói thì phải. Trả tiền. Chuẩn sư luôn.